Chào Giang và kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới video này. Và không để quý vị chờ đợi lâu, sau đây sẽ là những tin tức nóng nhất trong ngày. Xử phạt giáo viên tiểu học và nhân viên ngân hàng không khai báo y tế. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa tiến hành lập biên bản vi phạm hành vi trong lĩnh vực y tế đối với hai trường hợp không khai báo y tế khi tiếp xúc với bệnh nhân mắc dịch. Cụ thể, chị PXQ sinh năm 1991, trú tại phường Lê Thanh Nghị, là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn huyện Cẩm Giang liên quan đến bệnh nhân 1851, ông DND, trú tại thị trấn Lai Cách. Tuy nhiên, chị Quy đã không khai báo y tế. Chỉ đến khi có dấu hiệu sốt cao, nữ giáo viên này mới liên hệ với trạm y tế phường và cơ quan chức năng mới biết. Đối với anh DDB, sinh năm 1979, là nhân viên ngân hàng, có hộ khẩu thường trú tại phường Lê Thanh Nghị liên quan đến bệnh nhân LDC, nhưng không khai báo y tế. Hiện tại, nữ giáo viên tiểu học và nam nhân viên ngân hàng đã được đưa đi cách ly. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Lê Thanh Nghị cho biết, sau khi hoàn thành thủ tục, chính quyền đã chuyển hồ sơ vụ việc về Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương đề nghị xử phạt theo quy định của pháp luật. Được biết, đây là hai trường hợp đầu tiên không khai báo y tế trên địa bàn phường Lê Thanh Nghị từ khi xuất hiện dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Trước đó, ngày 8 tháng 2, anh DVH, sinh năm 1977, là lao động tự do, trú tại khu Trần Nội, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, đã bị phạt 20 triệu đồng do trốn khỏi khu cách ly. Trong thời gian này, nhiều người ở thành phố Hải Dương vi phạm phòng chống dịch đã bị xử lý phạt nặng. Ngày 6 tháng 2, đôi vợ chồng ở đường Lê Thanh Nghị đã bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng do tiếp xúc với F0 nhưng không khai báo y tế. Phá đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam trái phép. Kính thưa quý vị, Công an Thừa Thiên Huế cho biết đã phá thành công đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng. Sau một thời gian tiến hành điều tra dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án kiểm tra lực lượng song song tại hai địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa, bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng công an đã bắt quả tang Phan Thị Chuẩn, sinh năm 1974, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang sử dụng xe ô tô vận chuyển các đối tượng Li Zikai, sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đồng thời tại tỉnh Khánh Hòa, một mũi công tác khác của lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức bắt giữ, khám xét nơi ở của hai đối tượng là Hà Văn Quốc Trọng, sinh năm 1992, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, và Phan Ngọc Tuyên, sinh năm 1994, trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 11 năm 2020 đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Cụ thể, sau khi nhận được người từ Trung Quốc, chúng tách nhỏ và chia nhiều chặng đường khác nhau, dùng xe ô tô có biển số của địa phương hoặc vùng lân cận để đưa đón người, trang bị giấy chứng minh thư giả, có đối tượng được người Việt Nam đi kèm. Tất cả đều có xe đi trước, cảnh giới và theo dõi quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông để tìm cách đối phó, qua mặt với lực lượng, chức năng trên tuyến đường. Với phương thức thủ đoạn trên, chúng đã tổ chức chót lọt nhiều đợt vận chuyển người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi hoàn tất công tác điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với lực lượng liên quan tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế, xét nghiệm PRC. Các đối tượng đều có kết quả âm tính. Hai đối tượng Phan Thị Chuẩn và Li Zikai đã cách ly tập trung theo quy định. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Lê Quang Tuấn, trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được các đối tượng thực hiện nhiều lần, trong giai đoạn dài xảy ra trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố khác nhau từ phía Bắc vào phía Nam. Qua đây, chúng tôi kêu gọi mọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, tố giác các thủ đoạn, hoạt động của tội phạm, chung tay cùng chính quyền ngăn chặn hoạt động đưa người nhập cảnh trái phép, nhất là trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh. Thượng tá Tuấn đã trao đổi. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng trên. Tạm giữ hình sự hai đối tượng cố tình vượt chốt kiểm dịch, đấm cảnh sát giao thông bị thương. Kính thưa quý vị, cụ thể, theo thông tin từ Công an thị xã Đông Triều, sáng nay, ngày 9 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã đã hoàn chỉnh hồ sơ để tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thuận, sinh năm 1975, phường Mạo Khê và Trần Văn Hùng, sinh năm 1982, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Trương Vương, thành phố Uông Bí. Hiện tại, trú tại phường Mạo Khê, cùng tỉnh Quảng Ninh, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào khoảng gần 12 giờ ngày 7 tháng 2, tại chốt kiểm dịch cầu Đa Vách,
thuộc phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, xe ô tô bán tải biển kiểm soát 14C13474 do Phạm Văn Thuận điều khiển chở Trần Văn Hùng, đề nghị đưa đi qua chốt Đà Vách theo hướng Mạo Khê sang Kinh Môn, Hải Dương nhưng bị lực lượng làm nhiệm vụ tại đầu chốt ngăn chặn. Lực lượng tại đây cũng đã giải thích về việc thực hiện chỉ đạo của tỉnh, của thị xã không cho người và phương tiện ra vào thị xã Đông Triều, đồng thời yêu cầu tài xế điều khiển xe quay lại. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe trên sau đó đã đi lối khác từ đường gom của đô thị Tân Việt Bắc, tự ý dỡ rào chắn của khu vực này đi lên cầu Đá Vách. Chiếc xe đã bị lực lượng làm nhiệm vụ trên cầu dừng lại. Thấy không đạt được mục đích, hai người trên xe đã không chấp hành mà có hành vi chống đối. Thậm chí, tài xế Thuận còn dùng tay đấm vào mặt anh Phạm Đức Tiến, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, công an tỉnh gây chảy máu mũi. Buộc lực lượng tại chốt đã phải khống chế cả hai đối tượng này đưa về công an phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều. Tại trụ sở công an, thấy đối tượng Phạm Văn Thuận nồng nặc mùi rượu, lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng đối tượng không chấp hành. Qua đấu tranh khai thác và bằng các biện pháp điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đã tiến hành khám xét chỗ ở của Trần Văn Hùng tại phường Mạo Khê, thu giữ tại đây một túi ni lông chứa cây thực vật nghi là chất cấm loại cỏ, hai túi ni lông chứa các chất tinh thể màu trắng nghi là chất cấm, một túi ni lông chứa một viên nén màu xám nghi là chất cấm tổng hợp. Phạm Văn Thuận và Trần Văn Hùng đã khai nhận do có uống rượu từ trước nên khi không được qua chốt kiểm soát đã có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Hưng Yên ghi nhận một trường hợp dương tính COVID-2 ngoài cộng đồng. Kính thưa quý vị, trường hợp này là anh DCL, một giáo viên đến từ Bệnh viện Phổi Trung ương Hà Nội, khám với biểu hiện ho, sốt, đau họng. Kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-2. Sáng ngày 8 tháng 2, anh L, sinh năm 1983 ở Yên Mỹ, Hưng Yên, đến đăng ký khám và khám tại khoa khám bệnh Bệnh viện Viêm Phổi Trung ương với lý do ho, sốt, khạc đờm, đau họng. Sau đó, anh được chuyển đến đơn vị sàng lọc do có triệu chứng ho, sốt và có yếu tố dịch tễ dịch bệnh. Sau khi được khám và làm xét nghiệm Gen Expert, anh L đã có kết quả dương tính với COVID-2. Anh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để cách ly và điều trị. Trước đó, ngày 28 tháng 1, anh L có đến Lai Cách, Cẩm Giang, Hải Dương, sau đó thì về Hưng Yên. Sau 10 ngày, anh có biểu hiện ho, sốt thất thường nên đi khám. Bệnh viện Phổi Trung ương đã có văn bản gửi Sở Y tế Hưng Yên về trường hợp trên. Đến sáng ngày 9 tháng 2, kết quả xét nghiệm bước đầu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương dương tính với COVID-2. Bệnh nhân đang được xét nghiệm lại để khẳng định chắc chắn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hưng Yên, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Yên Mỹ, xã Yên Phú và Trung tâm Y tế Yên Mỹ tiến hành các biện pháp điều tra, truy vết, cách ly, xét nghiệm và khoanh vùng dập dịch. Ban chỉ đạo xã Yên Phú đã tiến hành họp khẩn, tiến hành truy vết, xác minh các trường hợp nghi là F1, F2, F3. Đến nay đã xác minh được 13 trường hợp F1, 15 trường hợp F2, đồng thời tiến hành phun thuốc sát khuẩn những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Theo đó, anh L là giáo viên một trường cao đẳng tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Trước diễn biến dịch phức tạp tại Cẩm Giang, ngày 5 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Hải Dương đã quyết định phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giang để phòng chống dịch kể từ 18 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Hà Nội, kết quả xét nghiệm hơn 700 người sống cùng chung cư với ca dương tính. Kính thưa quý vị, sau khi ghi nhận bệnh nhân 2009, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hai tòa nhà AB của chung cư Garden Hill và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khoảng 1.200 cư dân sinh sống tại đây. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, đến sáng ngày 9 tháng 2, đã có 723 người sống tại chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình, 5 Từ Liêm có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-2. Trước đó, CDC Hà Nội đã công bố 3 trường hợp dương tính với COVID-2 cùng sống với nhau tại chung cư này. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận là bệnh nhân NTKA, bệnh nhân 2009, là nhân viên văn phòng của một công ty trên phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân A được xác định là F1 của bệnh nhân 1772, em vợ của bệnh nhân 1694. Cụ thể, ngày 26 tháng 1, bệnh nhân A có gặp trường hợp F0 này tại cổng chung cư và nói chuyện trong khoảng 5 phút, có đeo khẩu trang. Bệnh nhân A bắt đầu có biểu hiện ho, sốt, đau họng từ ngày 5 tháng 2. Ngày 6 tháng 2, bệnh nhân gọi điện lên số 115 của CDC Hà Nội để xin tư vấn, được báo về Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày 7 tháng 2. Qua điều tra xác minh, được tổng số 8 F1 của bệnh nhân. Ngày 8 tháng 2, thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-2 đều là F1 của bệnh nhân A, bao gồm bé gái NBB sinh năm 2020 là con của bệnh nhân A.
Bà HTN, sinh năm 1971, là người giúp việc của gia đình bệnh nhân A. Sau khi bệnh nhân A có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-2, cả hai trường hợp này đã được cách ly cùng bệnh nhân A tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung, Đông Anh. Lực lượng chức năng cũng đã lập rào chắn cách ly y tế chung cư Garden Hill, hai tòa A và B, phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực liên quan trên địa bàn phường, lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan và người dân trong khu Garden Hill, khoảng 1.200 người. Myanmar từ chối cho Mỹ tiếp xúc với bà Aung San Suu Kyi. Kính thưa quý vị, những nỗ lực của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm liên hệ với nhà lãnh đạo Myanmar bị lật đổ Aung San Suu Kyi đến nay đều bị từ chối. Theo Newsweek, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 8 tháng 2 cho biết, đến nay họ vẫn không thể liên lạc với bà Suu Kyi, cố vấn nhà nước Myanmar bị lật đổ và bị quân đội bắt giữ hôm 1 tháng 2. Ngay sau khi những sự kiện ngày 1 tháng 2, chúng tôi đã nỗ lực tiếp cận bà Aung San Suu Kyi. Chúng tôi làm điều đó thông qua các kênh chính thức và phi chính thức, nhưng các đề nghị đều bị từ chối, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay. Trước khi bị lật đổ đầu tuần trước, bà Aung San Suu Kyi được xem là lãnh đạo thực quyền ở Myanmar dù chỉ có chức danh cố vấn nhà nước. Đảng cầm quyền của bà NLD đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, nhưng quân đội nhất quyết không công nhận kết quả này và liên tục đưa ra các cáo buộc gian lận bầu cử. Quân đội Myanmar hôm 1 tháng 2 tuyên bố họ bắt giữ các lãnh đạo của chính quyền dân sự để phản ứng lại cuộc bầu cử gian lận và việc chính quyền dân sự mắc những sai lầm không thể chấp nhận được. Cuộc đảo chính quân sự đã vấp phải một sự chỉ trích của dư luận trong nước và quốc tế. Tại Myanmar, các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự và yêu cầu trả tự do cho các quan chức dân sự đã nổ ra ở nhiều thành phố lớn. Giới chức Mỹ cảnh báo có thể sẽ áp đặt lại các lệnh trừng phạt với Myanmar. Về phần mình, Tổng tư lệnh quân đội, tướng Min Aung Hlaing, người nắm quyền điều hành Myanmar hôm qua cam kết sẽ tiến hành một cuộc bầu cử mới và trao lại quyền lực cho đảng nào giành chiến thắng. Mỹ điều 4 pháo đài bay B-1 tới sát Nga gửi thông điệp rắn về Bắc Cực. Kính thưa quý vị, Mỹ đã đưa 4 máy bay ném bom B-1 tới sát cửa ngõ Nga nhằm gửi thông điệp cứng rắn với Moscow tại khu vực Bắc Cực. Truyền thông Mỹ đưa tin không quân nước này lần đầu tiên trong lịch sử triển khai máy bay ném bom B-1 tới Na Uy, quốc gia láng giềng với Nga, với thông điệp rõ ràng gửi tới Moscow rằng Washington sẽ tăng cường các hoạt động ở khu vực Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược. 4 máy bay B-1 và gần 200 quân nhân từ căn cứ không quân Dix ở Texas đã được triển khai tới căn cứ không quân Auckland, Na Uy. Trong 3 tuần tới, quân đội Mỹ sẽ tiến hành các nhiệm vụ ở khu vực vòng Bắc Cực và tại vùng không phận quốc tế ở phía Tây Bắc Nga. Phía Mỹ cho biết việc đưa quân tới gần Nga cho phép Washington sẵn sàng phản ứng nhanh với các động thái của Nga ở khu vực trong kịch bản xung đột nổ ra. Tướng Jeff Harakian, tư lệnh lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi cho biết, sự sẵn sàng hoạt động và khả năng của chúng tôi trong việc hỗ trợ các đồng minh và đối tác cũng như phản ứng nhanh với tình hình rất quan trọng đối với thành công chung. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có các động thái cho thấy ông sẽ đưa ra cách tiếp cận cứng rắn hơn với Moscow so với người tiền nhiệm Donald Trump. Bộ Quốc phòng Mỹ, trong khi đó, đã bày tỏ sự lo ngại về các động thái quân sự của Nga ở Bắc Cực. Mỹ cáo buộc Nga quân sự hóa Bắc Cực và cho rằng điều này có thể dẫn đến việc các nơi khác bị chặn tiếp cận Bắc Cực để khai thác tài nguyên và giao thông. Bộ trưởng Không quân dưới thời chính quyền Trump Barbara Barrett trước đó cho rằng Nga đang đầu tư ở Bắc Cực một hệ thống tấn công trên không và ven biển. Ông Barrett cũng nhận định Nga đang coi việc tiếp cận Bắc Cực là mục tiêu quan trọng với 25% GDP của nước này và được dự đoán sẽ đến từ trữ lượng hydrocarbonate ở phía bắc vòng Bắc Cực.